Xin chào các bạn đã đến với Thuận đồ ngày hôm nay Ngày hôm nay thì chúng ta thấy là giá Bitcoin đã đang được điều chỉnh Nhưng mà Thuận vẫn sẽ tiếp tục bận cái áo là Go to Moon Mặc dù là Bitcoin không có Moon ngày hôm nay Tại vì đây đã trở thành một cái áo mà Thuận rất là thích bận rất là nhiều à, Và ngày hôm nay Thuận có rất nhiều thông tin Thuận muốn mang đến cho các bạn à, Hôm nay là ngày thứ 3 tại Hoa Kỳ Ngày 8 tây tháng 12 năm 2020 Và tôi sẽ nói tới những cái thông tin đương nhiên chúng ta sẽ nói về tình hình của Bitcoin là như thế nào chúng ta sẽ nói về Allcoin, chúng ta cũng sẽ nói về những cái thông tin như là ai đang bán trong cái thời điểm này và điều đó có ảnh hưởng như thế nào đối với lại tương lai của Bitcoin cũng như chúng ta sẽ nói tới những thông tin liên quan tới đại hội G7 để nói gì về thị trường tiền kỹ thuật số và có ảnh hưởng ra sao cũng như chúng ta sẽ nói tới những cái thông tin liên quan đến là tại sao mà những ngân hàng lớn những tổ chức đầu tư lớn lại hỗ trợ trường Bitcoin trong năm nay, tại sao mà những cái tổ chức đầu tư những ngân hàng lại đột ngột chuyển 180 độ mà hỗ trợ thị trường crypto này. Đây là những thông tin mình cảm thấy là rất là thú vị. Tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì chúng ta cuối cùng cũng đã thấy Bitcoin có một cái sự điều chỉnh giá Hôm nay thì điều chỉnh chúng ta thấy cũng không có sâu lắm nhưng mà cũng khá nhanh. Các bạn thấy được là trong vòng 3 tiếng hồi vừa qua khi mà chúng ta nhìn vào giá Bitcoin thì Bitcoin đã đi từ cái mức là 18.800 đô xuống tới cái mức thấp nhất trong thời gian gần đây đó chính là cái thời gian hồi đang làm video này là xuống khoảng chừng là 18.000 đô cũng như là xuống khoảng chừng là 4,43%. Nếu như mà chúng ta tính cái giá Bitcoin của ngày hôm qua đó thì ngày hôm qua giá Bitcoin là khoảng 19.300 đô thì xuống tới mức thấp nhất của ngày hôm nay là 18.000 đô thì xuống khoảng chừng là 6,7% thì 6,7% đương nhiên là một cái phần trăm đi xuống cũng rất là nhiều cho một ngày nhưng mà thường nghĩ là cũng không có sâu và cũng không như là nhiều bạn mong đợi tại vì chúng ta cũng đã từng nhìn vào rất nhiều những cái phân tích kỹ thuật nhưng mà thấy được là mọi người đều nói là Bitcoin đi vào một cái dùng hình tam giác và khi mà giá Bitcoin mà bị ép vào một cái dùng mà phạm vi di chuyển nhỏ như gì trong thời gian dài sẽ dẫn đến là giá Bitcoin sẽ có phản ứng mạnh lên hay là xuống thì chúng ta không biết. Nhưng mà ngày hôm nay thì Bitcoin đã lựa chọn là đi xuống nhưng mà các bạn thấy là đi xuống tới cái mức thấp nhất là 18.000 đô thì lại gặp một cái lực mua cũng khá mạnh. Các bạn thấy được là lúc làm video này thì giá Bitcoin được tiếp tục đẩy lên ở cái mức là gần như là 18.300 đô. Thì nhiều bạn hy vọng là Bitcoin xuống như cái mức là 17 000 đô, 16 000 đô để có thể mua lại được Nhưng mà giá Bitcoin thì hầu như là không muốn đi xuống nữa Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi coi coi tình hình kế tiếp sẽ như thế nào Nhưng mà mọi chuyện Bitcoin ra thì các bạn thấy được là Allcoin ngày hôm nay thì phần lớn cũng là một màu đỏ tại vì Nhiều đồng bây giờ thì các bạn thấy là phần lớn vẫn tiếp tục đi theo xu hướng của Bitcoin Và các bạn thấy là Bitcoin để thường refresh cái trang CoinGecko này thì Bitcoin hôm nay xuống khoảng chừng 5% nhưng mà Ethereum thì xuống khoảng chừng 7%, XRP 8,8%, uh, Litecoin 8,9%, Bitcoin Cash 6,9%, Chainlink trừ 10%, Polkadot xuống 6,2%, Cardano xuống gần 10% và Binance Coin xuống 6,4%. Thì các bạn thấy là phần lớn những cái altcoin mà thuộc dạng lớn đó, trong cái thấp 10 này thì các bạn thấy là xuống khoảng chừng là 8 cho đến 10% ngày hôm nay thì những bạn nào mà đã muốn mua những cái altcoin này với cái giá rẻ hơn trong thời gian qua thì đây cũng là một cơ hội nếu như các bạn tin tưởng là những cái đồng altcoin này sẽ có sự tăng trưởng mạnh trong cái mùa tăng trưởng kế tiếp. Thì trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết, nếu như mà các bạn chưa có theo dõi thuận Capital trên các mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video để tìm thấy những cái thông tin chi tiết như là Twitter, Facebook và Telegram hay là bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia một cái sàn giao dịch nào các bạn bấm vào cái link ở phía dưới video này tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuần capital như là cái tham gia vào những sàn margin như là SnapX hay là tham gia vào sàn Binance quốc tế các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch spot như thông thường hay là 10% phí giao dịch future Phía giao dịch hợp đồng tương lai các bạn chỉ cần đăng ký một trong link này thì sẽ có thể nhận được cái ưu đãi đến từ sàn Binance hay là bạn là một người trader ở Hoa Kỳ thì cứ tham gia vào sàn Binance US sàn Margin Bybit, sàn Coinbase, sàn Remitano và ứng dụng BlockFi tham gia vào ứng dụng Lending BlockFi các bạn có thể nhận được cái bonus lên tới 250 đô những thông tin chi tiết sẽ nằm ở phía dưới cái video này các bạn bấm vào để có thêm những thông tin cần thiết và đương nhiên tham gia vào trading sẽ có rất nhiều nguy hiểm và nhất là tham gia vào trading margin nguy hiểm sẽ càng cao hơn cho nên không phù hợp với những người nào mà không có kinh nghiệm trading và thân thuận các bạn có đã biết là chỉ thích chung bình giá đầu tư dài hạn mà thôi thì một điều thú vị ở đây thực ra mà nói là có hai điều điều đầu tiên hết là cái sự xuống giá này các bạn thấy là không có liên quan đến tin tức Ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục nhận được nhiều tin tức tốt Cho nên cái đợt xuống giá này là không có liên quan đến tin tức Thì ai đang bán tôi sẽ chia sẻ thêm một số những thông tin một lát nữa Nhưng mà chúng ta nhìn vào tình hình tài chính nói chung đi Thì các bạn sẽ thấy được là ngày hôm nay Thì chứng khoán của Hoa Kỳ là tiếp tục tăng lên Và chỉ số S&P 500 đã đạt được đỉnh mới ngày hôm nay Đã qua khỏi 3.700 điểm lần đầu tiên trong lịch sử các bạn thấy được đây là một cái ngày mà chứng khoán Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng mạnh nhưng mà các bạn thấy được thị trường crypto lại là một màu đỏ ngày hôm nay tại vì thường trong thời gian gần đây các bạn thấy được là chứng khoán và Bitcoin thường đi cùng một xu hướng nhưng mà không phải ngày hôm nay chúng ta nhìn vào những tin tức nổi bật của thị trường chứng khoán nói chung thì các bạn thấy được là hai yếu tố lớn dẫn đến sự tăng giá của chứng khoán ngày hôm nay đầu tiên hết đó chính là cái sự lạc quan liên quan tới vaccine tại vì chúng ta nhận được thông tin là ngày hôm nay thì ở nước Anh đã bắt đầu có vaccine và sự phân phối đó là điều đầu tiên điều thứ nhì đó chính là cái sự lạc quan liên quan đến quốc hội của hoa kỳ vẫn đang tích cực đàm phán một cái gói hỗ trợ và hy vọng bây giờ là nhiều người hy vọng trang trời là sẽ có một gói hỗ trợ trước cuối năm thì các bạn thấy là đây là một cái điều đương nhiên là làm cho những nhà đầu tư rất là hào hứng tại vì chúng ta thấy được là gói hỗ trợ đã không được nói tới trong nhiều tuần thực ra mình nói là một hai tuần trước cái bỏ phiếu tranh cử tổng thống của hoa kỳ thì chúng ta đã thấy những cái đàm phán về những cái hỗ trợ đã bị chậm lại Và sau đó thì chúng ta không nghe nói gì hết Có nghĩa là từ ngày 3 tới tháng 11 cho đến ngày hôm nay là hơn một tháng cuối cùng Chúng ta mới nghe nói những thông tin là đang tích cực đàm phán một cái hỗ trợ Thì đương nhiên đây là một điều mà rất tốt cho nhiều người Tại vì các bạn thấy được là nhiều người vẫn đang trông chờ hỗ trợ này Và nhiều người thì nghĩ là có thể là qua năm khi mà chúng ta qua khỏi cái ngày nhậm chức tận thống mới Ngày 20 tây tháng 1 thì mới có cái sự đàm phán của hỗ trợ Nhưng mà đây là cái thông tin làm cho nhiều người lại nuôi cái hy vọng là sẽ có một cái hỗ trợ trong thời gian kế tiếp Tại vì các bạn thấy được là tình hình của chứng khoán thì cứ tiếp tục ở định mới Nhưng mà trên trang bản các bạn thấy được là tình hình kinh tế của Hoa Kỳ thì rất là bất ổn. Chúng ta thấy là kinh tế của Hoa Kỳ thì bây giờ lại tiếp tục bị đóng cửa ở nhiều nơi, dịch bệnh lại tiếp tục tăng lên, nhiều người vẫn tiếp tục than phiền là không có cái sự hỗ trợ đến từ chính phủ và đang bị thất nghiệp. Nhiều doanh nghiệp thì không thể nào mà tiếp tục kinh doanh nữa. Cho nên các bạn thấy được là tình hình kinh tế rất là bất ổn. Nhưng mà chứng khoán của Hoa Kỳ thì hầu như đã đi theo một cái tuyến đường hoàn toàn khác, đã càng ngày càng tách xa ra khỏi sự thật của nền kinh tế như thế nào thì các bạn thấy là ngoài thị chứng khoán ra chúng ta nhìn vào dầu đi. Thì dầu ngày hôm nay thì cũng không có gì khác so với lần cuối cùng chúng ta nhìn vào giá dầu. Hợp đồng dầu chúng ta nhìn vào một tuần trước đây thì cũng khoảng chừng là 45, 46 đô cho một thùng dầu. Vàng thì các bạn thấy là cũng tương tự 1871 đô cho một ounce vàng. Đây là cái hợp đồng vàng. À, chúng ta cũng đã thấy cái giá này trong thời gian mấy ngày qua cho nên không có nhiều cái sự thay đổi. Nhưng mà chứng khoán thì lại tiếp tục tăng lên và chúng ta cũng sẽ nói tới một trong những điều mà tại sao mà tôi nghĩ là nhiều người đầu tư riêng lẻ bây giờ trong thị trường tài chính truyền thống chưa có hứng thú với lại crypto đó chính là thị trường chứng khoán trong mấy tháng nay thì tăng liên tục cho nên thì chứng khoán vẫn tiếp tục thu hút được rất nhiều nhà đầu tư cho đến khi nào mà chúng ta thấy được là thị trường chứng khoán chậm lại thì chúng ta mới thấy sự hứng thú liên quan đến thị trường crypto. Tôi sẽ nói chi tiết thêm một lát nữa trong cái video này thì bây giờ chúng ta sẽ nói tới một cái đề tài mà mình thường cảm thấy là rất là thú vị đó chính là trong thời gian này trong thời gian mấy tuần vừa qua thì ai đang bán bịch khôi thì cái kết luận của một bài viết cũng rất là chi tiết bởi Classno đã chia sẻ cách đây 4 ngày đó chính là những người nào mà đang bán Bitcoin trong hiện đây là những người mà lưu trữ Bitcoin dài hạn các bạn thấy được là dài hạn thì đối với Classno là những cái Bitcoin mà được lưu trữ 155 ngày trở lên có nghĩa là lưu trữ ít nhất là 5 tháng trở lên thì coi như là Bitcoin đó là một Bitcoin được lưu trữ dài hạn thì chúng ta nhìn một số những cái thông tin được chia sẻ bởi Classno và sau đó họ sẽ chỉ được là tại sao họ lại nghĩ là kết luận là những cái Bitcoin được bán trong thời gần đây là những Bitcoin đến từ những người mà lưu trữ Bitcoin ít nhất là 5 tháng trở lên và điều này tốt hay là xấu đối với giá cả của Bitcoin thì trước hết các bạn nhìn vào cái biểu đồ đầu tiên được chia sẻ đi biểu đồ này thì có hai cái đường các bạn nhìn thấy đường bên trên đó chính là cái đường màu đen này đây là cái đường giá cả của Bitcoin cái đường mà màu cam ở phía dưới này đó chính là cái số lượng Bitcoin mà lưu trữ ít nhất là 5 tháng trở lên thì các bạn thấy là cũng rất dễ hiểu giống như là chúng ta nói tới năm 2017 đi khi mà giá cả tăng mạnh đó, thì lúc đó các bạn thấy được là sẽ có nhiều người mua Bitcoin hơn và lưu trữ lâu dài trong cái thời gian đó cái mùa tăng trưởng đó dẫn đến là các bạn thấy được là lúc mà giá cả tăng thì chúng ta cũng sẽ thấy được là cái số lượng Bitcoin mà có lời mà lưu trữ dài hạn thì sẽ tăng theo tại vì giá càng tăng thì càng nhiều Bitcoin có lời đây là một chuyện cũng rất là dễ hiểu cũng như là năm nay các bạn thấy được là bắt đầu từ cuối tháng 9 của năm 2020 thì chúng ta cũng thấy được là cái giá tăng trưởng thì cái đường màu cam này cũng tăng trưởng theo tại vì chúng ta lại càng có thêm nhiều bịch không có lời, nhiều người mua bịch coin hơn dẫn đến nhiều bịch có lợi hơn cho nên cái đường màu cam này cũng tăng trưởng theo giá cả. Đây là một chuyện cũng rất là dễ hiểu. Giá cả càng tăng sẽ dẫn đến càng nhiều người mua Bitcoin Và giá cả lại tiếp tục tăng sẽ dẫn đến là càng nhiều Bitcoin có lợi hơn Cho nên các bạn thấy được thường thì hai cái đường này để đi song song với nhau Cũng như là năm 2019 cũng tương tự Giá cả tăng, số lượng Bitcoin có lợi cũng tăng theo chúng ta bây giờ nhìn tới cái à, biểu đồ thứ nhì mà được chia sẻ bởi Classno thì Classno nói là chúng ta nhìn vào tình hình của năm nay đi thì các bạn thấy được là ngày 26 tây tháng 7 thì lúc đó giá Bitcoin là khoảng 9.900 đô, lúc đó chúng ta có khoảng 10,8 triệu Bitcoin là đang có lời. Nhưng mà cho đến lúc mà các bạn thấy được là ngày 2 tây tháng 12 cách đây 6 ngày thì giá Bitcoin lúc đó là 19.196 thì tới cái thời điểm đó các bạn thấy được là tổng số Bitcoin mà có lời đã lên tới hơn 12 triệu Bitcoin. Thì điều này có nghĩa là gì? Này có nghĩa là các bạn thấy được là giá Bitcoin tăng thì trong cái thời điểm từ tháng 7 cho đến cái tháng 12 thì càng nhiều Bitcoin có lời hơn và càng nhiều người mua Bitcoin hơn. Đây là cái dấu hiệu đầu tiên. Thì các bạn thấy được rồi này cũng rất là dễ hiểu. Như là thông mới vừa chia sẻ. Nhưng mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ thứ ba à, được chia sẻ đi Thì cái biểu đồ này rất là thú vị Tại vì các bạn thấy được là ngày 7 tây tháng 11 đó Thì chúng ta có 12,3 triệu Bitcoin có lời Lúc đó là giá khoảng 17.670 Như đây cái thời điểm bây giờ Nhưng mà các bạn thấy được là sau đó Sau đó các bạn thấy được là giá Bitcoin vẫn tiếp tục tăng lên Tăng từ cái mức là 17.670 Lên tới cái mức là gần 20.000 đô Nhưng mà nhưng mà các bạn thấy được là giá mặc dù tiếp tục tăng thêm 9%, nhưng mà tổng số lượng mình thôi mà có lời đó lại bị giảm xuống có nghĩa là các bạn thấy được cái đường màu đen thì tăng trưởng nhưng mà cái đường mà màu cam này lại giảm xuống có nghĩa đây là dấu hiệu là giá tăng thì theo lý thì những người mà lưu trữ bitcoin lâu dài đó thì khi mà giá cả tăng thì theo lý là càng phải có nhiều bitcoin tăng trưởng hơn tại vì các bạn thấy được là lúc nào cũng như vậy các bạn thấy được là giá tăng thì nếu như mà những người là lưu trữ bitcoin không bán thì càng ngày sẽ càng ngày có nhiều bitcoin có lợi hơn nhưng mà đợt này thì rất là khác tại vì khi mà giá tăng thì cái số lượng của lời lại bị giảm xuống 200.000 Bitcoin có nghĩa là 200.000 Bitcoin đã đã được bán Đã được di chuyển ra khỏi ví của những cái người mà lưu trữ ít nhất là 5 tháng trở lên cho nên các bạn thấy được đây là dấu hiệu đầu tiên thì để các bạn nhìn rõ hơn thì đây là một cái biểu đồ cũng tương tự như là ở phía bên trên này nhưng mà chỉ là biểu đồ này tách rời cái đường màu đen và cái đường màu cam ra để mọi người thấy rõ hơn giá tăng nhưng mà cái số lượng bitcoin lời là bị giảm xuống có nghĩa là cái số lượng bitcoin này đã được bán đi cho nên Klasno đã ra cái kết luận là cái số lượng người bán bitcoin trong hiện đây là cái số lượng người mà lưu trữ bitcoin những bitcoin đó được lưu trữ ít nhất là trên 5 tháng và họ chốt lời thì điều này là tốt hay là xấu đối với giá cả của Bitcoin thì trước khi mà Thuận chia sẻ thêm các em cứ chúng ta nhìn vào tài liệu của Classno đi khi Classno nói là chúng ta nhìn vào lịch sử của Bitcoin đi. Đây là một cái dấu hiệu là tốt chứ không phải là xấu. Tại vì các bạn thấy được là mỗi một lần trước khi mà giá Bitcoin có sự tăng trưởng mạnh, chúng ta thấy được năm 2011 thì giá tăng trưởng mạnh, lúc đó cái số lượng micro có lời lại bị giảm xuống. Các bạn thấy được năm 2013 khi mà giá tăng trưởng mạnh thì cái số lượng micro có lời cũng bị giảm xuống. Kế tiếp là cuối năm 2013 cũng tương tự. Các bạn thấy được là năm 2016 cũng tương tự, giá tăng cái số lượng Bitcoin có lời đi giảm xuống, à, tương tự năm 2017 giá tăng mạnh, cái số lượng Bitcoin có lời lại càng giảm mạnh. Thì các bạn thấy được năm 2019 cũng vậy, giá tăng mạnh, cái số lượng có lời lại bị giảm mạnh và tương từ bây giờ chúng ta cũng thấy có điều tương tự xảy ra, giá tăng nhưng mà cái số lượng có lời lại bị giảm xuống thì đây là một trường dấu hiệu tốt đối với Classno, đây là một trong những dấu hiệu cho thấy được là giá sắp sửa có được tăng mạnh cho nên chúng ta mới thấy cái số lượng có lời bị giảm xuống thì đây là cái kết luận được đưa ra bởi ClassNo và thượng cũng đồng ý với cái kết luận này tại vì chúng ta cũng đã nói tới rất nhiều trên channel này các bạn thấy được là à, chúng ta nhìn vào tình hình của Bitcoin bây giờ đi thì các bạn thấy được là giá là 18.173 thì chúng ta cũng đã từng nói tới để thường đổi qua cái biểu đồ của nến ngày thì cái kết luận của Class no, thì cũng tương tự như là cái kết luận mà thường đã chia sẻ với các bạn trong vòng uh, mấy tuần qua thì chúng ta thấy được là một trong những cái dùng cản cho tâm lý rất quan trọng đó chính là 20.000 đô mặc dù là Bitcoin chưa hề đạt được 20.000 đô nhưng mà mọi người đều nghĩ 2 000 đô là cái dùng mà chúng ta phải dược để có thể có được cái sự tăng trưởng kế tiếp cho nên 20.000 đô là một cái dùng cản trợ tâm lý rất là quan trọng các bạn thấy được là chúng ta bây giờ coi như là đã kết thúc cái đợt thứ nhì thử 20.000 đô này cái được đầu tiên là khoảng chừng cuối tháng 11 cái được thứ nhì là đầu tháng 12 thì các bạn thấy là năm 2017 đó thì chúng ta phải thử cây đỉnh của trước đó là bốn lần sau lần thứ năm chúng ta mới rời khỏi cây đỉnh của trước đó thì chúng ta có phải lại phải thử ba lần bốn lần hay là không thì đương nhiên điều đó thường không phải biết nhưng mà một chuyên điều mà thường chia sẻ với các bạn trước đây đó chính là mỗi một lần mà chúng ta tới gần 20.000 đô thì sẽ có người chờ sẵn để mà chốt lời thì chúng ta sẽ tiếp tục thử cái đường 2.000 đô này cho đến khi nào mà không còn người chúc lời nữa thì chúng ta mới bắt đầu có sự tăng trưởng mạnh kế tiếp tại vì những người mà muốn chúc lời họ đã chúc lời rồi thì điều này cũng tương tự như là những gì mà được chia sẻ bởi uh, Classno mà được là mỗi một lần mà giá cả có sự tăng trưởng mạnh đó thì trước đó là cái sự chốt lời của những người mà đã lưu trữ Bitcoin lâu dài thì dựa theo cái tài liệu này là những người mà lưu trữ Bitcoin những Bitcoin được lưu trữ ít nhất là 5 tháng trở lên thì những người đó chúc lời chốt lời xong chúng ta mới thấy cái sự tăng trưởng kế tiếp thì đây cũng là một trong những cái điều mình cảm thấy rất là thú vị cho nên nhìn vào tình hình bây giờ thì thuận vẫn cảm thấy là bitcoin cũng sẽ tiếp tục trở lại để mà thử 20.000 đô chứ chúng ta không có dấu hiệu là Bitcoin sẽ trở về những cái mức như là 10.000 đô Thậm chí nhiều bạn hôm nay lại comment là Bitcoin xuống dưới 10.000 đô Tuy nhiên chúng ta không biết tương lai nhưng mà này không hy vọng chúng ta sẽ nhìn lại 10.000 đô một lần nào nữa Tony hy vọng chúng ta sẽ không thấy Bitcoin dưới 5 con số một lần nữa Đây là cái thông tin liên quan đến ai đang chốt lời mà Tony muốn mang đến cho bạn trong cái video này và một tài liệu khác nữa cho các bạn thấy được là giải thích của Klasner no cũng khá hợp lý tại vì chúng ta nhìn vào tài liệu on chain đi. Đây là tài liệu theo cái nến giờ thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào minor MPI nghĩa là cái chỉ số liên quan đến là những cái thời đào cái số lượng Bitcoin mà họ di chuyển lên trên sàn đó thì so với lại trung bình một năm qua thì như thế nào thì các bạn thấy được là cái đường mà màu cam các mình thấy trên màn hình Cái đường màu xanh phía bên trên này đây là cái giá của Bitcoin Thì các bạn thấy là cái đường mà màu cam này thì chúng ta thấy là cái chỉ số bây giờ so với lại những chỉ số trước đây thì vẫn còn thấp Có nghĩa là bây giờ chúng ta vẫn không có một dấu hiệu gì cho thấy là những thợ đào đang bán số lượng lớn, cho nên thường thì tin tưởng là những cái người mà bán Bitcoin trong thời gian gần đây là những người mà lưu trữ Bitcoin trong cái thời gian 5 tháng trở lên thì chúng ta bây giờ hãy nhìn tới một số thông tin khác liên quan tới on chain. Thì các bạn thấy chúng ta nhìn vào MVRVD Thì đây là một cái dữ liệu cho các bạn thấy được là Cái mạng lưới của Bitcoin bây giờ là đang mắc hay là đang rẻ Thì chỉ số này là 2,09 09 Các bạn thấy được là chúng ta cần phải chỉ số này hơn 3,7 Có nghĩa là quá mắc hay là dưới một là quá rẻ Chúng ta cần phải mua Bitcoin Thì các bạn thấy được là bây giờ 2 thì cũng đang ở lưng chừng Và chúng ta nhìn vào cái chỉ số liên quan đến NVT Thì cái chỉ số NVT này À, cũng tương tự như là chỉ số MVRV nhưng mà khác một chút nhưng mà cái chỉ số này thì sẽ đi trong phạm vi là nếu như mà trên 2.2 thì mạng lưới bitcoin là đang mắc có nghĩa là cơ hội bitcoin bị xuống giá là cao hay là dưới trừ 1.6 thì cơ hội bitcoin lên giá là cao nhưng mà các bạn thấy được bây giờ vẫn lưng chừng là 1.71 cho nên bây giờ các bạn thấy được là thị trường mọi người tuy là đã thấy Bitcoin đã đi trở xuống ngày hôm nay xuống 1.000 đô nhưng mà mọi người vẫn chưa có chắc chắn lắm các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những cái leverage ratio có nghĩa là cái số lượng mà người ta chơi đòn 7 phần trăm là bao nhiêu thì các bạn thấy được là cái phần trăm đòn 7 bây giờ vẫn còn rất là thấp so với lại cái tây khoảng chừng là ngày 23 tây tháng 11 cuối tháng 11 hay là các bạn thấy được là đầu tháng 11 thì cái đường màu tím này cho các bạn thấy được là những cái trader thì có lòng tin về xu hướng kế tiếp của giá cả cao hơn cho nên lúc đó người ta sử dụng cái đồng 7% cao hơn bây giờ thì các bạn thấy được là không có cao bằng cái thời điểm là cuối tháng 11 cho các bạn thấy được là những nhà trader bây giờ thì vẫn chưa có lòng tin lắm về xu hướng kế tiếp của Bitcoin chúng ta nhìn vào đây những cái thông tin đến từ mạng lưới của Bitcoin